Xin chào mọi người, xin chào tất cả chị em nhân viên phòng bán hàng của công ty Phan Nhân. Xin chào quý khách hàng trong cả nước. Phan Nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại đá mài, đá cắt công nghiệp. Trong những cái loại đá mài, đá cắt thì hiện tại là công ty chúng tôi chuyên cung cấp rất nhiều nhãn hiệu đá mài như là đá mài Hải Dương, đá mài Hồ Phát, đá mài Ta Linh, đá mài Kinix, đá mài Encho, đá mài Bốt, đá mài Tốt Quynh. Bên cạnh đó thì có một số loại đá mài nhãn hiệu của nó mang xuất xứ của Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại đá mài công nghệ giám sát sản xuất của Nhật nhưng mà sản xuất tại nhà máy Trung Quốc. Đây là một cái loại đá mài, nhãn hiệu của nó là Nurito hay còn gọi là NRT. Đây là một sản phẩm đá mài được tin dùng tại thị trường Việt Nam. Thì trên tay của Hùng đang cầm một cái loại cái viên đá mài NRT đây anh chị các bạn. Đây là sản phẩm của Nhật mà sản xuất tại Trung Quốc nha anh chị các bạn. Đây này, Manufacturer Under Technical Supervisor of Japan. Thì đây là một sản phẩm chất lượng được tin dùng tại thị trường Việt Nam. Giá cả của nó cũng phù hợp so với đá mài Hải Dương, so với đá mài Bốt, so với đá mài Ta Linh và so với những cái loại đá mài khác thì nó cũng không có mắc, giá của nó ngang ngửa anh chị các bạn. Nhưng mà được cái là chất lượng của nó đảm bảo và rất nhiều cái anh em thợ hoặc là những nhà máy xí nghiệp chọn mua cái sản phẩm này sử dụng sau đó lại mua lại. Thì bản thân của một doanh nghiệp chuyên cung cấp những cái loại đá mài này, Hùng nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm chất lượng mà có thể sử dụng tốt nên người ta tin dùng anh chị các bạn nha. Thì đây là một cái sản phẩm đá mài, nhãn hiệu của nó như thế này đây. Thì sản phẩm đá mài này thì nó có những quy cách cụ thể như là đá mài phi 100 này, đá mài phi 125 này, đá mài phi 150, đá mài phi 108. Thì độ dày thì nó có hai độ dày, một độ dày 3 ly và độ dày 6 ly. Đây là sản phẩm độ dày 3 ly. Đây anh chị các bạn. 3 ly. Và bề mặt phía sau thì nó như thế này đây. Đặc biệt là cái loại đá mài này nó có một cái viền nắp, nó ngay chỗ cái trục cốt á, thì nó ấn cái khoen khuy chỗ này, nó làm cho viên đá mài trở nên rắn chắc và có thể an toàn khi sử dụng, nó không bị bể. Mỗi một hộp đá mài thì nó có thêm một cái miếng lót như thế này đây, để mình có thể mình tra vô trong máy mài tay anh chị các bạn, mình có thể chặn lại và cái này nó sẽ giảm thiểu cái vấn đề bể hay là khi sử dụng anh chị các bạn ấn mạnh thì mình có thể là nó đàn hồi chỗ này tí thì nó sẽ đảm bảo nó không bị bể tức viên đá. Thì thông qua cái clip này anh chị các bạn đã nhìn thấy cái sản phẩm này rồi, rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu anh chị các bạn có thể mua dùng thử hoặc có thể mua sử dụng luôn lâu dài, bởi vì cái sản phẩm này đã có mặt tại thị trường và chúng tôi đã cung cấp rất nhiều năm rồi nên anh chị các bạn yên tâm. Và sản phẩm này chúng tôi luôn có sẵn tồn kho tại kho của công ty Phan Nhân và kho nhà nhập khẩu. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ. Anh chị có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915886916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói cho chúng tôi biết rằng là nhu cầu và yêu cầu của quý anh chị và các bạn thì công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này chúng tôi có thể ship hàng trong ngày. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ. Anh chị các bạn nhớ đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới về những cái loại vật tư mà hiện tại là Phan Nhân đang bán. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.